Cấy tế bào tươi Biocell Plus có giống như cấy meso hay không? Cấy meso hay là mesotherapy không phải là công nghệ hay là một tinh chất gì cả, mà đây chỉ là tên của phương pháp tiêm hay là tên của một kỹ thuật tiêm mới rộ lên chừng 8 năm nay thôi nha mọi người nhé. Và có rất là nhiều những thẩm mỹ viện đang quảng cáo phương pháp tiêm của mình gọi là meso ABCD gì đó. Bác sĩ sẽ thực hiện với một đầu kim nhọn và kim siêu siêu nhỏ hay được gọi là kim 34G, và với kim này sẽ chống trào ngược thuốc ra ngoài. Với phương pháp này, tác dụng mang lại cho làn da chỉ duy nhất đó chính là ẩm mượt và làm cho da của các bạn có thể là lỗ chân lông nhỏ nhỏ một chút nha. Nhưng nhược điểm là gì? Nếu như các bạn lựa chọn những địa điểm kém uy tín hoặc là với những địa chỉ mà sử dụng những sản phẩm trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc, khi cấy vào da dễ bị cháy da hoặc dẫn đến làn da của các bạn bị bong chóc. Với phương pháp này thì chỉ cấy ở lớp trung bì nông thôi nên là hiệu quả thì không thể mà kéo dài từ 1 cho đến 2 tháng đâu nhá. Tác dụng làm ẩm mượt làn da chỉ kéo dài từ 7 cho đến 10 ngày thôi. Khi cấy bằng tay thì dễ dàng bị chạm mạch máu khiến cho mặt của các bạn dễ bị bầm cũng như là tổn thương làn da. Nên là nếu như mà cấy với những địa chỉ mà bác sĩ không khéo tay hoặc là cơ sở kém uy tín thì da của các bạn dễ bị bầm từ 7 ngày, 1 tháng và có nhiều người để lại sẹo thâm từ 3 đến 6 tháng và chữa mãi không khỏi nha. Thế còn cấy tế bào tươi Biocell Plus là gì? Thì với công nghệ cấy tế bào tươi Biocell Plus không phải là một phương pháp tiêm mà đây là một công nghệ và tên của một tinh chất làm trị nám và căng bóng da ở cấp độ sâu. Khi thực hiện cấy tế bào tươi Biocell Plus, chúng ta cũng cần phải thực hiện với phương pháp mesotherapy. Nhưng lúc này mesotherapy sẽ không thực hiện bằng tay mà sẽ phải thực hiện bằng máy. Với đầu kim Bio Nano sẽ đưa trực tiếp tất cả những tinh chất vào sâu xuống lớp trung bì sâu của làn da, tránh trào ngược và khóa dưỡng chất. Thành phần và hiệu quả như thế nào vượt trội hơn tất cả những tinh chất trị nám khác ở trên thị trường nha. Tại vì với cấy tế bào tươi Biocell Plus này chứa hội tụ tất cả những tinh chất vàng trong trị nám như là Pretinol giúp làm trắng da một cách vượt trội, Derma Builder giúp tạo một hàng rào mạnh mẽ để cho da của các bạn không bị lão hóa nhanh và lão hóa sớm, căng bóng và mứt mịn cho làn da. G-Peptide 1 sẽ giúp cho làn da của các bạn trẻ hóa da, căng mọng hơn. Matrixin và Coenzyme Q10 sẽ giúp cho làn da của các bạn chống oxy hóa, loại bỏ tất cả các hắc sắc tố melanin gây ra nám và chặn đứng quá trình hình thành melanin mới. Nồng độ hoạt chất cao, phân tử thì siêu nhỏ nhỏ hơn lỗ chân lông của các bạn gấp 30 lần. Chính vì thế dễ dàng len lỏi xuống lớp tế bào đáy làn da của chúng ta, tăng sinh collagen và làm cho da của các bạn không những trẻ hóa mà còn xóa nám tới 100%. Trang thì vẫn thường livestream và chia sẻ cái phương pháp cấy tế bào tươi Biocell Plus của Trang cũng như rất là nhiều những ngôi sao hạng A như anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Bảo Thy hay là hoa hậu Giáng My vẫn thường xuyên cấy tế bào tươi Biocell Plus hàng tháng tại Lavender by Trang. Trang phải khẳng định với các bạn rằng với phương pháp cấy tế bào tươi Biocell Plus là một phương pháp thực sự an toàn và an toàn tới 100% luôn. Kể cả những mẹ bầu hay là những mẹ đang cho con bú, các bạn vẫn có thể cấy được luôn. Ngay kể cả Trang, từ lúc mà Trang có bầu da Khang cho đến 9 tháng 10 ngày mà Trang ngày mai Trang chuẩn bị đi đẻ, Trang vẫn có thể cấy tế bào tươi Biocell Plus. Nếu như mà công nghệ này không an toàn thì chắc chắn Trang không bao giờ dám cấy lên da mặt của mình trong lúc còn đang thai kỳ như vậy. Hay kể cả gần đây nhất là diễn viên Nhã Phương, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, diễn viên Nhã Phương thấy da mặt của mình nám nhiều quá, càng ngày nám càng nhiều và diễn viên Nhã Phương cần phải đi event, nên là diễn viên Nhã Phương gần đến ngày đẻ vẫn đi đến Lavender by Trang để cấy tế bào tươi Biocell Plus được. Sau khi cấy thì da của các bạn sẽ thấy hơi hồng hồng nhẹ, sau từ 3 đến 4 tiếng thì tất cả những nốt hồng đấy sẽ biến mất và chỉ còn là 1-2 chấm thôi. Và ngày hôm sau, sau khi các bạn ngủ dậy buổi sáng ngày hôm sau thì tất cả những dấu hồng hồng và những dấu kim đấy sẽ mất hẳn hoàn toàn và trả lại cho các bạn một nền da bắt đầu hơi bóng nhẹ từ buổi sáng ngày hôm sau. Nhưng mà đẹp nhất và đẹp một cách hoàn hảo thì cho Trang từ 3 ngày cho đến 4 ngày là các bạn sẽ nhìn thấy lúc này là da của các bạn đã rất là ngậm nước, căng bóng và mỡ màng lên rồi. Nhưng mà sau 1 tuần thì lúc này da của các bạn sẽ gọi là đỉnh cao của cái đẹp nha. Thời gian duy trì với công nghệ này được bao nhiêu lâu sẽ giữ được cho các bạn từ 2 cho đến 3 năm nha. Nếu mà những bạn nào chúng ta có chế độ sinh hoạt điều độ tốt thì chúng ta sẽ giữ được 3 năm. Các bạn cấy liên tiếp giúp Trang trong vòng 10 lần. Còn những bạn nào mà chúng ta thức khuya, stress nhiều hoặc là chúng ta không chịu skin care thì chúng ta trong vòng 2 năm thì mình nên thực hiện lại một liệu trình 10 lần nhé.
Với Trang thì phương pháp meso hay là mesotherapy thì vẫn có mang lại cho các bạn làn da hiệu quả căng mướt nhưng mà không có tác dụng trong việc trị nám nha. Nhưng giá thành thì sẽ rẻ hơn và mềm mại hơn rất là nhiều. Chỉ 500 cho đến 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu là các bạn đã được thực hiện một lần cấy rồi. Nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế như là vết bầm lâu này và kéo dài hiệu quả không lâu thì các bạn có thể tùy lựa chọn nha. Bạn nào rất là nhiều nám ở trên da mặt mà chúng ta muốn vừa trị sạch nám, vừa căng bóng da và vừa trẻ hóa và xóa nhăn làn da cho mình thì mình nên thực hiện công nghệ cấy tế bào tươi BioCell Plus nha. Bên Lavender Bay Trang sẽ có cam kết bằng văn bản và đóng mộc cho các bạn yên tâm, tránh trường hợp tiền mất tật mang nha.